lại ra chùa Cấm Phong Trung đang chuẩn bị tôn tham thơm mây. Bạn nào ở thành phố tranh thủ về nhé, sinh nhật này là vô năm mới rồi. Đây là cảnh chùa Phong Trung. Có thằng tu kia nó tiếp con lục này. Đây là ngôi chùa hiện nay xây dựng năm 1860. Đây là thứ chùa Phong Trung này. Lần cái thứ gần nhất là năm 2005. Trường học hồi xưa mình học ở đây nè. Đấy. Đây, con cò reo nè. Oh, my God.
đây thằng mày tầng can thằng mày quật cái đèn pha cho bạn ưu quân lắc của các bạn ạ quá đẹp à, nông cụ người Khmer này nè ông có người ta ông ấy nước thuốc lốt đoạn này rít nè cái này không đây là thứ của trường Trần Trung quá đẹp là các bạn đăng ký kênh subscribe nha cảm ơn các bạn đã xem video này.